Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Las Vegas Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại ở bên Việt Nam chắc cũng mùng 5, mùng 6 Tết rồi. Nhưng ở Việt Nam còn mùng thì vẫn còn Tết. Cho nên mình chúc các bạn có một năm mới thật vui vẻ bên gia đình cùng bạn bè. Vạn sự như ý, năm mới phát tài, tiền vô như nước, cũng hỷ ba chòi. Hôm nay mình xin tâm sự với các bạn một chút xíu về những ngày Tết của mình ở bên đây. Mình biết thì nhiều người ở cái tiểu bang Cali á, thì Tết sẽ rất là vui, là có hội chợ nè, có đốt pháo. Thì Tết ở bên tiểu bang bên mình thì có lẽ là hơi buồn một ít, tại vì nó không có không khí Tết nhiều cho lắm. Mà nói đến Tết á, thì mình muốn nói về khi mà mình ở Việt Nam, mình mỗi lần đến Tết mình cũng nôn và vui, mình cũng rất là thích những cái ngày mà mình nôn nao, những cái ngày mà sắp Tết sắp đến á, nào là đi chợ mua đồ, mua sắm cho nhà, rồi cái đó là một cái nói làm sao ta? Cái đó là một cái cảm giác mình nôn nao khi mà đến Tết. Và khi mà đến Tết rồi thì mình có thể là mùng 1 mình có thể buổi sáng mình có thể là đi chùa, đi nhà thờ, mình thì đi nhà thờ tại vì mình theo đạo Công giáo á. Cho nên là mùng 1 bình thường ở Việt Nam á là mình đi nhà thờ rồi mình ăn cơm chung với gia đình mà mùng 1 Tết. Và mùng 3 Tết thì mình dành ngày đó cho bạn bè, là mình đi chúc Tết cô giáo, rồi mình đi chơi với bạn bè ở phố phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ôi, nói đến cái này coi như là cái ký ức nó ùa về luôn. Rất là nhiều năm mình vẫn liên tiếp là mùng 3 Tết hẹn bạn bè đi phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi, cho dù là một năm nhiều khi gặp nhau chỉ có 2-3 lần khi mà ở Việt Nam á nha. Tại vì mọi người đều có cái công việc riêng hết, chứ đâu phải là rảnh rỗi mà gặp nhau nói chuyện hoài được. Nhưng tụi mình vẫn dành mùng 3 Tết ra đi chơi gặp nhau. Mình xin chia sẻ cho các bạn biết, đây là những tấm hình. Đó, đây là những tấm hình mà những cái kỷ niệm mà lúc mà mình còn ở Việt Nam. Là Tết là vẫn có đi chơi, vẫn có không khí, mình vẫn cảm thấy đó là một cái Tết. Nhưng mà khi mà qua bên đây rồi á thì nó khác. Tết bên đây nếu mà mình ở Cali thì có lẽ là không khí Tết nó sẽ vui hơn, nó sẽ có không khí nhiều hơn là những cái tiểu bang khác. Nếu mà mình được đi Cali chơi vào mùa Tết thì rất là vui, nhưng mà nhiều khi vì công việc này nọ mình không có xin nghỉ được, hoặc là giống như mình là bây giờ bận con cái rồi cho nên là cũng không có rảnh mà có thể mà đi đi chơi Tết như mọi người. Tết là những ngày mà mình có thể tụ họp bên người thân, cha mẹ, bạn bè mà mình yêu quý, thì ở đâu nó cũng là Tết hết, không nhất thiết là phải là ở Việt Nam. Nhưng mà hiện tại thì ba mẹ mình vẫn còn đang ở Việt Nam. Và những ngày chúc Tết khi mà mình qua bên đây rồi thì mình với ba mẹ mình, bạn bè mình chỉ có thể chúc Tết qua online. Cũng may mắn hiện tại là bây giờ là 4.0 rồi, nên là chỉ cần cái điện thoại thôi là mình có thể gọi điện thoại, mình gặp bạn bè, người thân của mình khi mà mình cần nói chuyện với họ, tâm sự với họ. Nó không còn như ngày xưa mình phải viết thư mà gửi thật là lâu nó mới đến được. Bây giờ công nhận là có thể nói là mình cũng may mắn trong cái thời đại bây giờ mình có thể gọi về cho ba mẹ bất cứ lúc nào. Nhưng cái cảm giác buồn thì nó vẫn có. Mình ok, thôi không nói những chuyện buồn nữa.
mình xin chia sẻ những cái ngày Tết ở bên đây cho mọi người xem mình qua như thế nào nha. Thì mỗi người có mọi cách qua khác nhau, nhưng mà cái này là cái những ngày Tết thực sự của mình qua. Đây là cái bữa 29 Tết buổi sáng ở bên mình, và bên Việt Nam đã là giao thừa rồi, cho nên là chị mình và mình gọi điện thoại với ba mẹ chúc Tết. Đây, bây giờ chị mình với mình chỉ có thể chúc Tết với ba mẹ vào điện thoại giống như vậy thôi, nhưng mà cũng là rất là vui rồi. Và tối 29 Tết thì gia đình bên chồng mình là tụ họp lại ăn ăn một bữa cơm đoàn viên. Đó thì có là có thịt quay nè, có gà nè và có vài món nữa, nhưng mà tại mình bận lo cho gia đình ăn cơm á cho nên là mình không có rảnh để quay cho các bạn xem. Và rồi mùng 1 Tết, sáng mùng 1 Tết đó, thì mình chuẩn bị là thay đồ cho gia đình nè, mặc áo đỏ vì gia đình mình người Hoa thì rất thích là màu đỏ. Thì mùng Tết Tết thì đỏ thì nó rất là may mắn. Đó là cái một cái sự may mắn. Là mình thay đồ cho gia đình xong mình cho gia đình xuống chúc Tết ông bà, rồi dâng trà cho ông bà. Đó. Và đây là những cái món mà mẹ chồng mình làm cho những ngày Tết, là có bánh tổ nè, tại người Hoa là có bánh tổ. Có cái bánh này mình không biết cái tên là cái tên gì nữa, mình có thể mình sẽ viết lại sau ở trên cái tấm hình nha. Đó là cái mùng một Tết của mình. Và nhưng chưa hết, vào buổi tối là bên Việt Nam là lá mùng 2 Tết rồi, bên mình là còn vẫn là buổi tối mùng 1 Tết. Thì ba mình mới đi qua bà cố của gia đình, bà cố nội của gia đình đó, thì còn ở Việt Nam. Bà năm nay cũng 83 tuổi rồi. Ba mình đi qua bên nhà nội để chúc Tết nội, sẵn tiện là để hai đứa cháu có thể chúc Tết nội giống như hình này cho các bạn xem. Đó, chị mình với mình là coi như là sắp xếp thời gian, dù là chị mình chuẩn bị đi làm nhưng vẫn sắp xếp thời gian để có thể chúc Tết bà nội, là cũng là bà cố của gia đình á. Thấy mùa dịch này nội già yếu hơn, mình cảm thấy rất là nhớ nội. Nội mình là có ba đứa cháu cố nhưng mà đều là ở bên nước ngoài hết, thì chỉ có thể gặp nhau qua online, mà tại vì về gia đình bên nội mình á, thì không có gành về công nghệ, thì cho nên là lâu lâu ba mình qua thăm nội thì mới gọi điện thoại để cho mình nói chuyện với nội. Nhưng mà nội bây giờ cũng lớn tuổi rồi á, nghe cũng không rõ. Sao lúc này mình lỗi các bạn. Nói chung là mình thấy thương nội lắm. Mình cũng hối hận nhiều khi năm xưa tại sao là mình không về thăm nội thường xuyên hơn. Xin lỗi các bạn nha, nhiên cảm xúc nó ùa về quá. Rồi mùng 2 Tết á, thì gia đình mình cũng ở nhà thôi chứ không có đi đâu, tại vì chồng mình cũng phải đi làm, không có bận, không có rảnh mà có thể chở gia đình mình đi chơi. Rồi
Tối mùng 2 thì mình ở bên Việt Nam là mùng 3 Tết rồi, thì mình mới gọi điện thoại nói chuyện với chúc Tết bạn bè mình. Bạn bè mình bây giờ mỗi đứa cũng một nơi, đứa thì ở nước này, đứa thì ở nước kia. Gặp nhau chỉ có thể hẹn nhau ở trên nói chuyện điện thoại, mà nhiều khi cũng không có khớp để được thời gian mình có thể nói chuyện với nhau nữa. Cho nên là mình muốn khuyên các bạn á, khi mà các bạn còn ba mẹ ở kế bên hay là bạn bè ở kế bên, thì nên trân trọng những cái giây phút ở bên người thân của mình. Vì cái mùa dịch này mình không có thể về được, chứ thực ra không kẹt mùa dịch thì mình cũng dẫn gia đình về để thăm ba mẹ và bà nội rồi. Mình biết mùa dịch này cũng làm cho nhiều người cũng không có thể về. Mình thấy cũng có rất là nhiều người có về rồi, về Việt Nam rồi. Nhưng mà mình phải nghĩ hiện tại họ có thể là đi một mình, nhưng mà mình thì phải dẫn gia đình theo, mà gia đình thì còn rất là nhỏ, và gia đình chưa có chích thuốc được, chưa có chích vaccine của Covid được. Và giấy tờ của gia đình là giấy tờ của passport Mỹ nữa, cho nên là mình không có biết là bên Việt Nam nó có đã nhận cái người nước ngoài về Việt Nam hay chưa. Cho nên là có nhiều lý do để mình không có về được. Thì thực sự khi mà mình về với gia đình, bạn bè mình, cho dù là Tết hay là không là Tết, thì những ngày đó vẫn là cái ngày Tết đối với mình, là những ngày đoàn tụ chung vui với gia đình, đó là những cái ngày hạnh phúc nhất. Mùng 3 Tết bên mình thì gia đình mình thì đi chúc Tết bà cố ngoại của gia đình là bà ngoại của chồng mình á. Tối mùng 3 Tết á, thì mình cho gia đình mặc áo con hổ đi chúc Tết bà cố ngoại của gia đình là bà ngoại của chồng mình á. Cái áo này á, là Halloween chơi, nhưng mà năm nay là năm con hổ mà, cho nên là mình cho một con hổ đi đến chúc Tết bà. Bà rất là vui nè, các bạn có thể xem cái video trên đây. Một con hổ. Và đó là cái mùng 3 Tết của mình. 4 Tết đó là gia đình mình đi ra trung tâm của thành phố Las Vegas, coi coi có trang trí không khí Tết gì không. Và đây là trang trí của cái sòng bài ở bên đây. Mình thì không có đi hết, mình chỉ đi một hai chỗ thôi, và mình sẽ chạy hình ở trên màn hình cho các bạn xem nha. Video khá dài cho nên là mình chỉ để ngắn thôi. Sau khi chỉnh sửa xong, mình sẽ đăng ở bài tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể xem tiếp những video của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe mình tâm sự mùa Tết. Bạn nào có cái cảm giác ăn Tết bên nước ngoài giống như mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết để mình đỡ tủi thân nha. Cuối video mình xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và may mắn sẽ đến với các bạn trong năm con hổ này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và subscribe cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!